Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại kênh Toàn Trung Auto Gia Lai. Thì hôm nay em Toàn quay review giới thiệu cho anh chị một mẫu sản phẩm cực kỳ hot tại Toàn Trung. Mặc dù công việc cửa hàng đang sửa chữa bận rộn, nhưng mà xe này về thì bắt buộc em phải gác lại mọi thứ để quay review cho anh chị, giới thiệu cho anh chị. Đó, hôm nay Toàn Trung rất là may mắn được mua rất là nhiều mẫu xe lướt 221 nha anh chị. Như con này là con CX5, anh chị nhìn thoáng qua là giống y hệt CX8 nha. Cái này CX5 2.0 Premium. Cái mâm nó y hệt CX8 luôn, mâm 19 luôn, tại vì nó là 2.0 Premium anh chị. Còn đây là xe tốt 221 luôn. Đó, rất là may mắn em mua được hai chiếc ở Bình Định, đều là những cái sản phẩm gọi là cực kỳ lướt, để dành cho anh chị tiết kiệm rất là nhiều tiền cho quý khách hàng khi lựa chọn một sản phẩm xe gần như mới. Đó, cái này thì anh chị đừng có bận tâm về vấn đề hoặc là cái lý do tại sao người ta bán nha. Anh chị mua xe em Toàn thì anh chị chỉ cần biết em Toàn bảo vệ quyền lợi của anh chị, bảo hành cái chất lượng của anh chị và cái giá cả anh chị có cảm thấy phù hợp hay không. Và những cái lý do mà khách bán, em nói thật sự anh chị, em không có tiện hỏi và em cũng không có hỏi, tại vì nó cũng chẳng có mang lại cái gì cho mình hết á. Mang cái mà thực tế nhất là mình phải coi, mình xem và mình kiểm tra và mình kiểm chứng và mình đứng ra đảm bảo cho khách hàng. Thì đó, em quay qua một vòng ngoại thất của con CX5 mà mang cái một cái dòng mà crossover mà đỉnh cao của Mazda. Và thằng đây là cái dòng đây là em thấy là đẹp, gọi như là đẹp và nổi trội nhất trong phân khúc nha anh chị. Nó ra cái phân khúc của nó là, tại sao em nói là nổi trội, cái CX5 sau này, cái Mazda sau này họ làm và họ hơi hướng gọi là nâng cấp và muốn nó tách biệt ra khỏi những cái dòng mà cùng phân khúc, nó bằng cái sự sang trọng và tinh tế trong cái khâu thiết kế và cái chăm chút cho cái sản phẩm của mình. Đó, cái màu đỏ pha lê nó cực kỳ đẹp. Mazda nói về màu sắc và thiết kế và công nghệ thì khỏi nói rồi nha anh chị, khỏi phải bàn cãi tới, rất là đáng để quan tâm và sử dụng. Cái giá, cái mà đầu tiên nữa là anh chị quan tâm và cần biết nhất cái giá xe này, đúng không anh chị? Thì giá này em công bố rộng rãi luôn cho anh chị là cái xe này em bán là 875, xe chạy có vài ngàn cây thôi anh chị. Xe mới thì chủ xe lúc mua là 1 tỷ, hơn 1 tỷ, nhưng mà bây giờ nó hạ xuống dưới 1 tỷ rồi, tùy theo thị trường, có chỗ 970, chỗ 988, có chỗ thấp hơn. Thì tùy theo thị trường anh chị cứ tham khảo kỹ nha. Còn xe này em bán là 975, anh chị muốn ra tên xe này chỉ đóng 2% thôi, chứ còn xe mới anh chị đóng 10. Ra tên xe này nữa thì tốn cỡ tầm đâu đó loanh quanh đó 10 mấy triệu nữa. 15 16 triệu anh chị nha, 15 16 triệu. Thì anh chị có quan tâm, có nhu cầu xe này đổi bù trừ hay lên đời thì cứ liên hệ cho em Toàn ở số là 0979325679 hoặc là Zalo 0922325679 để kết bạn Zalo, số đó gửi hình xe anh chị muốn đổi, em định giá online cho. Cái đó là cái cực kỳ khác biệt, và mang xe xuống tận nơi để hỗ trợ anh chị nha. Và anh chị có gì thắc mắc thì cứ Zalo số đó để tụi em tư vấn. Thì bây giờ em đi sâu vào tư vấn cái xe này, tư vấn cái con xe này cho anh chị. Thì ngay phần đầu của Mazda thì rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Cái lưới thẳng nhiệt nè, rất là tinh tế. Và cái điểm mà cái con mà 2.0 Premium nó khác chứ cái con mà Deluxe hoặc là Luxury, đó là đèn, đây là đèn bi, đây là nó có thể đánh theo góc lái nha, chiếu sáng theo góc lái và cân bằng độ sáng và pha cốt tự động anh chị ạ. Pha cốt tự động đó, này nó rất là khác biệt, option nó rất là khác biệt so với cái thằng Deluxe hoặc là Luxury. Cái này là gương của nó cũng có cảnh báo trên gương và có húp kính nha anh chị, húp kính và mười loa, và tất cả ghế là chỉnh điện hết, tất cả ghế là chỉnh điện hết nha anh chị. Rất là khác biệt so với cái bản Luxury và Deluxe. Nếu anh chị mà có điều kiện á, anh chị thêm một xíu anh chị mua cái thằng này đi, nó giá trị và option nó cao hơn, và dung tích 150 mấy mã hay sao á, thì nó cũng là chạy nó cũng đã bốc rồi, và nó được cái tiết kiệm nha. Với cái tình hình kinh tế nó khó khăn bây giờ thì chạy xe chấm nhỏ mà mã lực cao và tiết kiệm vừa phải là ok. Ở hai cái đường ống xẻ 4 bô luôn, kép thế hệ 6.5 Premium này mới có. Đó, Premium nha anh chị. Premium. Nó gần như là giống như cái C8 luôn anh chị.
gần như là giống cái C8 luôn á. Đó, thiết kế nội thất thiết kế rất là đẹp. Đó, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ bên em, giá thành thì có thể thương lượng hỗ trợ cho anh chị, còn cái chất lượng giá cả xe này thì gần như là xe mới rồi. Cái này là lớp mâm 19 nè, lớp mới tinh nè. Xe này nó gần như là siêu lướt rồi anh chị, siêu lướt là gần như mới rồi. Nó cũng chỉ có một số vết chày nhẹ để em xử lý lại thôi, chứ còn sơn rin chăm. Cái này là gạt mưa tự động luôn, cái này có chai nước dục vô là tự nó gạt luôn nha anh chị. Đó, hai cái bảng mà Platinum này mới có. Tiếp theo nữa là ghế là chỉnh điện và có nhớ ghế vị trí nha anh chị. Đó, ghế trình hiện rất là nhiều hướng và có nhớ ghế vị trí. Anh chị ráng mua thì mua luôn cái bảng này, nó trên lệch. Nếu mà không có đủ điều kiện anh chị mua Deluxe, mà ráng nữa ráng lên Platinum luôn, chứ còn Rusuri thì nó cũng không có gì ghê gớm nha. Có hơn mấy chục nữa mua luôn. Đó, gỗ nè, gỗ thiết kế rất là đẹp, rất là tinh tế. Nói chung là đây là một trong những cái xe mà gọi là không phải bình dân, gần như là bình dân, mà nó thiết kế nội thất gần như là xe sang luôn anh chị. Nó bức xe trong phân khúc. Anh chị nhìn cái thiết kế này và anh chị nhìn cái thiết kế của Honda hoặc là của Hyundai, của Hyundai Tucson, Honda CRV thì không chịu nổi xe này đâu anh chị. Low body này. Các dòng khác hình như là không có. CRV cũng có, xe Tucson cũng có, 10 low body. Đó, giống như Audi vậy anh chị. Gần như là Mazda họ muốn là họ tách biệt ra khỏi phân khúc bằng cách họ thiết kế nó sang trọng hơn cực kỳ nhiều, rất là nhiều. Các vô lăng rất là tinh tế và xe nó còn bay mùi xe mới luôn nha anh chị. Anh chị nào say xe lên nghe cái mùi đây là chịu không nổi đâu. Bức liền. Chạy để hôm qua được order. Order là mấy ngàn. Đây để anh chuyển. Ủa cái nút chuyển rồi ta. Sao kỳ vậy? 2.000 cây nha anh chị. Xe 2.000 cây. Đó, 2.639 cây. Lò boss hết. Có húp kính luôn. Húp kính nó hiện thị tốc độ km trên này. Đó, cruise control đầy đủ hết. Phanh điện tử, chế độ sport, auto hop, phanh điện tử, hộp số 6 cấp, điều hòa hai vùng liên biệt. Đó, rất là khác. Cốp điện, hệ thống chỉnh làn đường nè. In stop tắt máy ngày tạm thời mình có thể tắt được cảm biến. Lên làn đường rồi hình như là còn mấy cái chức năng nữa. Em không bận quá, bữa giờ không có tham khảo hết được. Anh chị nào mua xe này chắc lên Google giùm em nha. Đó, mấy cái nhôm này thiết kế rất là tinh tế. Và cái này thì em đợt trước em có tham khảo á, thì cái dòng mới sau này C5 2.0 Premium cái chiều dài cơ sở nó kéo dài là hình như là 20 mấy mm. Rộng hơn Tucson và CRV hình như là 20-30, khoang nội thất 20-30 không. Đó, đây bằng da hết, có điều hòa phía sau nha anh chị, có điều hòa phía sau, cửa sổ trời. Cái này là 10 túi khí anh chị nha, 10 túi khí, cực kỳ mới, mới quá mới. Chủ xe còn điểm lên mấy cái điểm nhấn đây. Đó, nói chung là xe cũ mà, mua xe lướt là người ta họ cũng lên hết rồi, về không tốn chi phí gì hết. Đó, mâm đây y hệt C8 luôn nha anh chị. Anh chị nhìn qua anh chị cứ tưởng xe C8 không á. C8 thu nhỏ quá. Đó, cảm biến sau, cốp điện. Cốp đây cũng rộng lắm. Cốp đây em thấy nó rộng cực kỳ. Và chủ xe cũng trang bị lót da hết mấy cái này rất là kỹ. Nó kỹ lót thêm cái này nữa. Lớp sơ cua chắc chắn là chưa hạ rồi. Mấy cái này họ cũng ốp thêm nè, ốp đồ xịn nè. Cái màu đây đẹp này, em không thích màu inox. Đó, cũng rộng rãi, cực kỳ rộng rãi. Đây chạy cực kỳ êm nha anh chị, êm lắm, không ồn. Không ồn như CRV em. CRV em nó bị ồn. Đó, họ có cái tấm này nè, tấm đây cũng cách âm tốt. Tôn dày. Đó, có ghế điện bên hông luôn. Có ghế điện bên đây luôn. Anh chị mà muốn lên đời, đổi đời hay là trao đổi bù trừ gì cứ liên hệ trực tiếp bên em nha. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho hai cái số em vừa nêu trên đó, 0973252679 hoặc là Zalo là 0922325679 để em tư vấn nó sẽ kỹ hơn, chính xác hơn nha anh chị.
Còn vấn đề mà xe lướt, siêu lướt thì anh chị yên tâm, tụi em sẽ bảo hành về chất lượng và cam kết cho anh chị. Phần văn bản xa anh chị chạy lại xe, anh chị có tới xem hoặc là anh chị cầm cái giấy đó và anh chị có lưu cái video này thì anh chị có mở lên bất kỳ lúc nào mà anh chị nhờ người nào coi và phát hiện ra anh chị chạy xe nha anh chị. Đó, thoải mái thôi. Còn anh chị muốn coi ở xe thì em ship tới nhà cho anh chị xem. Anh chị đặt cọc 50 triệu là em ship. Ngày nay em mới đi giao cái xe Mazda 3 về Đà Lạt cho khách xem đó, khách cùng cộng xem. Nên cái chất lượng cái sản phẩm nó về em tự tin lắm, mang đi giao thôi. Đó. Rất là mới, xe này không có gì để quay, nói về công nghệ chất lượng cho nó vui thôi. Chứ còn mà thực tế em bán rất là nhiều dòng nên là đa phần em không bao giờ nắm chính xác bằng anh chị được. Anh chị tham khảo từng dòng thì anh chị sẽ gần hơn em. Nên là em chỉ nói sơ bộ, có gì sai sót thì anh chị bỏ qua nha. Còn em là thiên về giá cả nè, thiên về chất lượng. Những cái mà anh chị không thể nào bằng tham khảo qua online hoặc là YouTube được, mà anh chị phải dùng kinh nghiệm. Một là anh chị phải có kinh nghiệm thực tế như em, thực tế nha. Hai là anh chị phải có một cái thương hiệu đảm bảo giá trị nó phải vượt gấp mấy chục lần hoặc là mấy trăm lần cái xe này, anh chị mới đứng ra cam kết và đảm bảo cho anh chị được. Đó là cái khác biệt của em, và em dành thời gian để em nghiên cứu mấy cái đó chứ không phải nghiên cứu về công nghệ hay là tính năng nhiều anh chị nha. Còn em sẽ biết được cái dòng nào tốt, dòng nào không tốt theo cái kinh nghiệm em thôi. Còn những cái này là cái quan trọng này, em sẽ nghiên cứu xem xét rồi để sau này công nghệ càng ngày nó càng cao nên là mình phải theo kịp, mình phải học hỏi và xem rất là kỹ. Nhiều lúc có con xe em xem cả tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, nên là nhiều anh chị cứ muốn đặt cọc khi mà em mới mua được xe. Em nói thật sự em không bao giờ dám, tại vì em phải ngồi em xem, em cho anh em thợ em xem hết xong rồi anh em phát hiện ra một cái vấn đề gì nghi vấn rồi em soi vô trong đó nữa, nó mới nhanh được và mới ra vấn đề rồi em mới bán, em mới cam kết. Chứ còn cái giấy cam kết em đưa ra là không có thể nào rút lại được nha anh chị, tại vì hôm nay công nghệ thông tin nó cũng mạnh nên có vấn đề mà khách mà đăng lên là ảnh hưởng nguyên một cái thương hiệu của em, nên là kỹ lắm, cực kỳ kỹ. Cái giá trị sử dụng và cái quyền lợi khách hàng tụi em phải bảo vệ kinh khủng khiếp lắm đó. Thì anh chị nào quan tâm nhớ ủng hộ em Toàn, và cần xe gì cứ đợt này em không quay được nhiều thì anh chị cứ tham khảo Zalo 0922325679 hoặc là Facebook Toàn Trung Auto Gia Lai để anh chị nắm được xe tình hình mới về, các bạn chụp hình lên trên đó và tương tác giúp giùm em sẽ tính giá cả tốt nhất cho anh chị nha. Và anh chị nhớ đăng ký kênh và để lại những cái bình luận để em Toàn có thêm cái động lực để làm video với những cái gì mà anh chị thích hay là không thích anh chị nha. Và nhớ nhấn nút chuông nha, chuông để có video mới là nó hiện lên. Thì về chạy xe khác lên đi. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều, hẹn gặp anh chị lại Toàn Trung Auto Gia Lai.